Xin chào mừng toàn thể quý khách hàng đã đến với kênh YouTube của công ty đồ bộ mấy ngày Sơn Đông. Hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2018 và thay mặt cho công ty đồ bộ Sơn Đông xin kính chúc cho quý khách hàng có một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Và ngày hôm nay với video clip này thì đội khách Sơn Đông chúng tôi sẽ đặc biệt giới thiệu cho quý khách hàng một mẫu sản phẩm phòng khách vừa mới được sản xuất tại Sơn Đông của chúng tôi, đó chính là bộ bàn ghế rồng đỉnh gồm 12 siêu vip gồm 6 món được chúng tôi sử dụng với chất liệu là dòng gỗ và rọ cao cấp 100%. Và mẫu sản phẩm này của chúng tôi đang có mức giá trên thị trường chỉ với 63.500.000 đồng. Và kính thưa quý khách, tại thời điểm mà Tết Nguyên Đán 2019 đang rất là cận kề thì với việc sở hữu ngay cho mình một mẫu sản phẩm phong cách cao cấp như thế này sẽ mang đến cho khách có những giây phút vui xuân đón Tết tràn đầy hấp hức. Những hình ảnh tuyệt đẹp sẽ được lưu giữ tại chính căn phòng khách đầy sang trọng. Bằng cha ta xưa nay vẫn thường có câu ngày xuân long phụng xuân vầy, thì với một bộ bàn ghế rồng đỉnh siêu vip này hội tụ đầy đủ các yếu tố như tứ linh, các linh vật long lân quy phùng ẩn chứa rất là nhiều ý nghĩa may mắn trong phong thủy, chắc chắn sẽ đem đến du khách có những giây phút sum họp bên gia đình thân yêu của mình tràn đầy niềm vui và ngập tràn hạnh phúc. Và cảm nhận đầu tiên của tôi khi được đặt mình vào một mẫu sản phẩm phòng khách cao cấp như thế này đó chính là cảm giác đầy thán phục các nghệ nhân đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Các đường nét chạm trộn được thể hiện một cách vô cùng đẹp và rất là tỉ mỉ, hình ảnh được tương tạo vô cùng đẹp và sắc nét qua đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân sơn đồng đầy tâm huyết. Và cảm nhận thứ hai của tôi đó chính là cảm thấy mình trở nên nhỏ bé hơn vì sự hoành tráng của bộ sản phẩm này mang lại. Và không gian phòng khách của tôi cũng được nâng lên một tầm cao mới khi sở hữu ngay cho mình một bộ sản phẩm phòng khách đầy đẳng cấp như thế này. Không gian sử dụng bên trên chiếc ghế này rất là rộng rãi, quý khách có thể thấy tôi có thể ngồi ở bất kỳ như thế nào cũng lại mang đến cảm giác thoải mái. Phần cạnh tay của chiếc ghế lai rộng rất là đẹp và vô cùng vững mạnh. Và chiếc bàn trung tâm này của chúng tôi được thiết kế với kích thước khá là lý tưởng với chiều dài là 1m44 và chiều rộng là 71cm. Quý khách có thể dễ dàng sử dụng rất là tiện lợi. Chúng tôi đặt bên trên một hộp mứt trang trí rất là đẹp. Tiếp theo đó, không gian còn trống, chúng tôi đặt thêm một khay trà cẩm lai vô cùng sang trọng. Vừa đẹp vừa tiện lợi lại rất là sang trọng. Chiếc bàn lớn được chúng tôi thiết kế với hai ngăn kéo tủ khá là tiện lợi trong lúc sử dụng. Quý khách có thể chứa đựng vật dụng bên trong. Chúng tôi đóng khung bao rất là dày dặn. Cho dù là các chi tiết nọ chúng tôi vẫn làm rất là chắc chắn. Quý khách có thể thấy kiểu dáng của mẫu sản phẩm cao cấp này của chúng tôi thiết kế cực kỳ đẹp và rất là sang trọng, đầy đẳng cấp. Và phần chi tiết tiếp theo mà chúng tôi muốn nói đến đó chính là cặp ghế đơn với hình ảnh rồng đỉnh bên trên được chúng tôi chạm trổ rất là hoành tráng. Cặp ghế đơn này sẽ mang đến du khách có tư thế ngồi rất là thoải mái, dáng ngồi đẹp và rất là trang nghiêm với thiết kế tay rồng đục nổi rất là đẹp. Tôi có thể tự do thoải mái tạo kiểu bên trên cặp ghế đơn này. Chiếc bàn kẹp để cho tôi thiết kế cao ráo, khá là đẹp và sang trọng. Tôi có thể đặt vật trang trí bên trên giúp tăng thêm vẻ sang trọng cho mẫu sản phẩm này. Ngăn kéo tủ giúp cho tôi chứa đựng các vật dụng nhỏ gọn bên trong rất là tiện lợi trong lúc sử dụng. Có thể thấy thì bộ bàn ghế rồng đỉnh siêu vip này mang đến cho tôi có những trải nghiệm thực tế rất là tuyệt vời. Cảm giác ngồi trên một bộ bàn ghế đầy đẳng cấp như thế này mang đến cho tôi có những giây phút thư giãn cực kỳ là thoải mái. Chiếc ghế đơn sẽ mang đến du khách có tư thế ngồi thẳng lưng rất là thoải mái, dáng ngồi cực kỳ là đẹp và sang trọng. Những giây phút rảnh rỗi tôi có thể ngồi ở đây tự do đọc sách một cách rất là thoải mái. Và đó là những trải nghiệm thực tế của tôi về mẫu bàn ghế siêu vip ngày hôm nay, bộ bàn ghế rồng đỉnh gồm 6 món với thiết kế cực kỳ đẹp và vô cùng sang trọng, mẫu mã rất là hoành tráng, đem đến cho tôi có những trải nghiệm cực kỳ là tuyệt vời. Và chắc chắn mẫu sản phẩm cao cấp này sẽ làm hài lòng tất cả các quý khách hàng. Và theo cảm nhận riêng của tôi thì với mức giá 63.500.000 đồng hoàn toàn phù hợp với một mẫu sản phẩm phong cách đẳng cấp như thế này. Bộ bàn ghế với các nét chạm trổ siêu đẹp tạo thành một hoành tráng và cực kỳ ấn tượng với chất liệu chúng tôi sử dụng là dòng gỗ và đỏ tự nhiên 100%, một loại gỗ nhuộm màu siêu bền đẹp và có giá trị kinh tế rất cao cho thị trường hiện nay. Và đoàn khách Sơn Đông chúng tôi với chính sách bảo hành 5 năm và bảo trì vĩnh viễn, đặc biệt hơn với chế độ 1-1 trong vòng 5 năm, chắc chắn sẽ mang đến du khách có những sự lựa chọn tuyệt vời nhất dành cho gia đình thân yêu của mình. Đoàn khách Sơn Đông chúng tôi với phương châm làm việc, sự hài lòng của khách chính là thành công của chúng tôi. Khi đến với đoàn khách Sơn Đông, quý khách sẽ có ngay hàng loạt các chương trình hậu mãi nhằm chi nhân sâu sắc tới quý khách hàng đã luôn tin tưởng ủng hộ đoàn khách Sơn Đông chúng tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua.